Khi nghe qua về nội dung tam tướng hay tam pháp ấn vô thường, khổ, vô ngã và áp dụng trong đời sống thường, con có gặp tình huống như sau: có người khiến mình khó chịu, nổi sân si lên với họ, nhưng mình phải sống làm việc gần với họ suốt, thì việc giải thích và hiểu theo nội dung tam tướng như thế nào cho đúng? Cái việc mà xem xét tam tướng á, quý vị biết tại sao nó dành cho các bậc xuất gia không? Tại vì chỉ có các bậc xuất gia đó, họ mới ly dục. Chứ còn tại gia cư sĩ đó là không được chuyện đó. Nếu làm được á thì nó cũng khá là thời hợp. Nó giống như vậy, nó giống như vậy. Quý vị có cần biết cái cấu tạo của một cái điện thoại không? Hình như không cần biết à. Quý vị có cần biết từng cái dòng mã được lập trình trong cái ứng dụng mà quý vị đang sử dụng không? Hình như không cần biết. Tại sao? Mà nếu như có ai kêu quý vị đi học á, mà quý vị có học không? Trừ khi nào mình học ra mình đi làm á, cái ngành nghề tương quan á, thì mình mới học thôi, chứ còn nếu không dính dáng gì thì mình cần biết cái đó làm chi? Cũng vậy, cái phương pháp quán vô tam pháp ấn vô thường khổ vô ngã, khi mà quý vị càng thực hành ấy, nó càng đi đến cái chuyện là mình nhàm chán, mình xả ly, ly dục và muốn sống độc cư, cũng như là càng lúc thì càng muốn giữ giới hơn, càng lúc thì càng không muốn xung đột với cái thế giới xô bồ này nữa. Mình muốn sống độc cư, thực hành thiền định, đi đến giải thoát giác ngộ. Đó là kết quả quý vị sẽ nhận được khi mà quý vị thường xuyên quán tam pháp ấn này. Mà như vậy thì nó có dính dáng gì tới cư sĩ không? Trong khi đó đời sống cư sĩ đó, quý vị vẫn phải đi làm, vẫn phải có những cái trách nhiệm đối với gia đình, mà những cái đó nó sẽ là trở ngại đối với việc thực hành cái việc quán tam pháp ấn vô thường khổ vô ngã. Bởi vì sao? Bởi vì cái việc mà quý vị sinh hoạt hàng ngày đó, đi làm nè, gặp người này gặp người kia, về nhà chuyện cửa, rồi quý vị bắt đầu quanh quẩn cơm gạo áo tiền tiền nhà tiền cửa, rồi sinh hoạt, rồi cô dì chú bác mậu cậu mợ thím, rồi công việc công ty hãng xưởng, giao tế rồi lễ lộc, tất cả những chuyện đó nó kỳ, chứ nó sẽ khiến cho quý vị dễ vui, và nó sẽ khiến cho cái chuyện mà quý vị quán tam pháp ấn đó, nó không có tác dụng. Sẽ đưa ra một cái ví dụ, sẽ đưa ra một cái ví dụ. Một người muốn chấm dứt cái bệnh mất ngủ thì họ phải thực hành một số việc như là không uống cà phê, các chất kích thích, không có cố thức khuya, coi tivi, tập thể dục, sinh hoạt điều độ,
thì tự nhiên cái giấc ngủ được cải thiện, chứ không phải là mình cứ uống cà phê cho nó thoải mái ha, thức khuya coi tivi, chừng nào ngủ không được thì mình tống viên thuốc ngủ vô, cái ta mau chết thôi. Hoặc là muốn chữa, muốn muốn khi mà bệnh tiểu đường đó thì mình phải kiêng ăn đồ ngọt, bắt buộc phải kiêng ăn đồ ngọt, chứ không phải là mình cứ uống lon nước ngọt vô, thèm quá uống lon nước ngọt vô rồi ăn uống viên thuốc tiểu đường, uống viên thuốc hạ đường huyết, xong mà thấy cái bánh ngọt ngon quá vớt nguyên cái bánh ngọt vô, đo đường huyết lên vớt vớt thêm cái viên thuốc hạ đường huyết, thấy cái cây ví dụ như cái trái chuối hoặc là cái trái sầu riêng ngon quá mình vớt vớt nguyên trái, xong rồi đường lên chơi thêm viên hạ đường huyết, sư tinh lần nữa chết sớm, y chang như vậy đó. Mình cứ hưởng dục nha, cứ hưởng dục, lo chuyện công ty, hãng xưởng, cơm, gạo, áo, tiền, rồi mình cứ thực hành tứ niệm xứ mà mình thực hành quán tam pháp ấn, mình muốn nó có tác dụng thì sư hỏi quý vị tác dụng ở đâu ra? Tác dụng ở đâu ra? Mình vẫn cứ hưởng dục, mình vẫn cứ ham chơi, mình vẫn cứ dễ vui mà mình đòi quán tam pháp ấn thì quán ở đâu ra chứ quý vị? Thành thử bây giờ sư nói thì quý vị quán thì vẫn vẫn quán được thôi, nhưng mà đâu cũng vào đó, y như một người đó ăn cái bánh ngọt xong mình vớt viên thuốc hạ đường huyết, cái sự vô thường khổ vô ngã nằm ở chỗ nào trong cái trường hợp quý vị vừa mới nói? Chính bởi vì mình cứ liên tục tạo các cái nghiệp thiện ác, mà trong khi đó ác nhiều hơn thiện, cho nên ấy, mình vẫn tiếp tục phải đi đầu thai. Chính bởi vì mình đi đầu thai đấy, cho nên mình mới phải gặp những cái người mình không có ưa, không ưa mà mình cứ phải gặp, còn những người mình ưa thì mình không có gặp, đó là khổ đấy, cái đó là khổ đấy. Mà chính cái sự thay đổi không ngừng của tâm của mình đó là gì? Tâm mình ấy, muốn nó là cái tâm thiện hoài đâu có được, nó thay đổi liên tục, khi thì tham, khi thì sân, khi thì thiện, mà thiện thì hiếm lắm, đa phần là tham với sân, đó là sự vô thường đấy. Mình muốn cái người đó, cái người mình thương ấy, cái người mình thích, cái người muốn ở gần mình, họ cứ ở gần mình hoài đâu có được, nó là vô thường. Mình muốn sống trong một cái môi trường mà không có gặp những cái người mình khó ưa đó, mình muốn cái trường hợp đó nó cứ như vậy hoài, tức là cái môi trường nó trong lành, không có gặp mấy người mình khó ưa, mình muốn giữ cái môi trường đó hoài đâu có được, cứ phải gặp thôi, đó là vô thường ấy. Mình nằm nghỉ ngơi, mình muốn cái sự nghỉ ngơi đó nó tồn tại hoài, nó không thay đổi đâu có được, đó là vô thường đấy. Những cái sự bất toại nguyện, nó là cái sự khổ đấy. Gặp những người mình không ưa thì nó là cái sự khổ đấy, và mình đâu có điều khiển được mấy chuyện đó. Nếu như nó là của mình ấy, thì mình điều khiển được, nhưng mà bởi vì nó không phải là của mình cho nên mình không có điều khiển được, nó là vô ngã. Tam tướng nằm chỉnh tề ngay trước mặt mình ấy, nhưng mà tại sao mình không thấy? Do mình hưởng dục, do mình hưởng dục, mình lặn hụp ở trong các dục, rồi mình dễ vui, không phát triển tâm. Thành ra những thứ nằm chỉnh tề ngay trước mặt mình ấy, mình không thấy được.
Có bao giờ á quý vị ngồi ở bên cái người mình yêu, cái người mình thương á, mà quý vị ý thức được á, cái thời gian này nó không có tồn tại lâu, quý vị có ý thức được? Hiếm lắm. Tôi sẽ nói sư đi, sẽ nói người khác, có khi họ nói là mình lý thuyết. Cái hồi mà chưa có cái hồi chưa có đi tu ha, cái hồi còn trẻ, cái hồi mà còn mới có người yêu ha, thì khi mà ở bên cái người mình thương, ý thức tự nhiên có nghĩ 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 tới một chuyện, đó là cái gì? Cái thời gian mà mình ở bên cái người mình thương nó không có vĩnh viễn, được vài tiếng đồng hồ thôi, mình kéo thì nó cũng không có kéo được lâu. Và rồi thì dù cho mình có muốn ở bên nhau đến mấy đi chăng nữa thì mình vẫn cứ phải chia tay, chia xa, vẫn cứ phải là đương nhiên là mình vẫn phải về nhà mình, và người thương mình vẫn phải về nhà của người mình thương. Rồi mình nhớ nhớ nhau quá thì mình hẹn mình gặp nhau, nhưng mà cái thời gian đó khi mình gặp nhau thì mình vẫn ý thức được, vẫn ý thức được thời gian nó không có lâu, và mình không thể nào mình nắm nếu cái thời gian đó là ở ngoài được. Mà mình nói là cái tiệc nào nó cũng phải tàn, nó là như vậy, nó là vô thường đi, nó là vô thường đi. Rồi có những người họ hứa hẹn sư chuyện này chuyện kia, hứa chừng nào nó tới thì sẽ giúp, ví dụ. Nhưng mà thì mới khi họ nghe họ hứa thì sẽ xa thú thôi, nhưng mà sẽ biết tới cái hồi, tới cái lúc mình cần họ có còn giữ được cái tâm như vậy nữa hay không. Bây giờ họ hứa họ sẽ giúp mình, nhưng tới hồi mình cần họ có thực sự họ giúp mình hay không, hay lúc đó họ sẽ bận chuyện khác, nó là vô thường. Rồi nói cái này nó kỳ, có như có một số người nói trời sư Thịnh Tuệ ông đệ tử ngài Thiện Hạnh, thì giờ ngài Thiện Hạnh có ông đệ tử thôi, mai mốt lên cứ ở chùa Nam Tông, mốt lên làm trụ trì. Sư nghe sẽ mắc cười, sư nghe sẽ mắc cười. Tôi trả lời xong câu này thôi, ngài Thiện Hạnh thì giờ mới có chừng cũng còn trẻ, chưa có già thôi. Mà ngó sư Hạnh Tuệ, ngài Thiện Hạnh ngó chứ chưa biết ai chết trước ai à, chưa biết ai chết trước ai. Nói chừng sáng mai em cứng ngắc, chưa biết ai chết trước ai, thành ra hứa ba cái chuyện nó xa lắm, vô thường nằm ở chỗ đó. Rồi có những vị đó nói là vị đó sẽ không bao giờ xây chùa, không bao giờ xây chùa, không bao giờ nghĩ đến cái chuyện mà sẽ xây chùa, bởi vì tới cái tuổi tuổi này rồi thì lo tu đây, lo tu được rồi không có xây chùa, nó vô thường lắm. Rốt cuộc vị này bây giờ vẫn kêu gọi xây chùa, nên vô thường nằm chỗ đó đi. Cho nên cái quan trọng là mình có nhận ra hay không, và mình có bị những cái sự hưởng dục đó, nó chi phối mình hay không. Có những cái mình nhận ra được nhưng mà cái dục nó vẫn hấp dẫn hơn à. Cho nên là mình thấy mà vờ như không thấy, người ta gọi là có mắt như mù, có tai như điếc đấy, như vậy. Thấy mà mình vờ như không thấy, nghe mà mình vờ như không nghe. Cho nên cái vấn đề nằm ở chỗ mình. Rồi thôi, hôm nay tới đây nghỉ.